Nhiều người than thở, Thiên Chúa khó tính quá, chỉ vì một hai trái táo mà phạt cả loài người suốt đời phải khổ. Chỉ vì một lần không nghe lời mà phạt cả dòng dõi đời này đến đời kia. Chỉ vì chút tò mò của mẹ Eva mà con cháu phải giả lây. Có người lại đặt lại vấn đề tạo dựng và thở dài. Thà Chúa đừng cho con người tự do thì tụi mình đỡ biết mấy. Thực ra khi ông bà nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa mới là người buồn. Mặc dù chẳng sự gì có thể ảnh hưởng đến Ngài, Ngài buồn vì kế hoạch của Ngài cho con người bị con người làm hỏng. Kế hoạch đó là vì yêu thương Ngài đã tạo dựng con người để con người hạnh phúc. Nay kế hoạch dở, con người mà Ngài yêu sẽ bất hạnh. Nỗi bất hạnh của con người là đánh mất hạnh phúc như quà tặng từ tay Thiên Chúa. Là tình yêu, Thiên Chúa không thể tạo nên điều ác hay toan tính một chương trình làm khổ con người, thiết kế một kế hoạch đày đọa con người. Bởi làm như thế là trái nghịch với bản tính Ngài. Với tự do như một phần của hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, con người không đồng hàng với bất cứ một thụ tạo nào khác. Nhưng vượt xa, rất xa tất cả, không những xa mà còn rất cao, cao đến tận ngôi vị và vinh dự là con Thiên Chúa. Có tự do, con người mới đáng là con người và mới có thể được nâng lên làm con Thiên Chúa. Bỏ tự do đi, con người không là con người và tất yếu không thể được nâng lên cao hơn để có được Thiên Chúa. Tự do cho con người một vị thế tuyệt vời, một giá trị vô cùng, nhưng cũng đặt con người trước những trọng trách nặng nề. Chính trong những điều kiện này, con người nhận ra mình không giống bất cứ thụ tạo nào, nhưng giống Thiên Chúa, không lệ thuộc bất cứ một thụ tạo nào, nhưng quy hướng về Thiên Chúa, không hạnh phúc trọn vẹn nơi bất cứ một thụ tạo nào, nhưng chỉ yên bình, no thỏa với hạnh phúc tròn đầy, tuyệt hảo trong một mình Thiên Chúa. Từ khi linh hồn được Chúa yêu thương, Ngài đến gieo trong tôi lòng tự nhân, cho tôi bước vào một cuộc đời, cho tôi những gì thuộc về Người, niềm vui tràn tươi, linh hồn vươn tới ngày mai. Được sống trong đoàn chiến Chúa nâng niu, hạnh phúc chưa tràn trong tình thương mến, vui trong tiếng cười cùng đoàn người, đi xây nước trời bằng tình người, hồn tôi vui sướng được làm con Chúa trên trời. Niềm hạnh phúc.
chơi giữa đời lòng chẳng rời, chìm trong vui thu xa rời năm tháng bình yên. Hồn con đau sầu tha thiết ăn năn, tìm hướng tương lai đi về bên Chúa. Như chiên thất lạc ngày tìm được, trên vai vỗ về ngày trở về, niềm vui tràn chứa cùng đàn chiên Chúa sung vui.